tập duyên dáng Việt Nam của Umbrella by Đoàn Quỳnh Nhi gồm 18 bộ áo dài được thiết kế và phối hợp với phụ kiện đặc trưng ba miền Bắc Trung Nam, mang đậm những tinh hoa truyền thống của văn hóa Việt Nam. Đến Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, bộ và các khách mời trong và ngoài nước. Lễ hội Chào Việt Nam 2023 là một phần trong chuỗi hoạt động của lễ kỷ niệm 76 năm ngày độc lập của Ấn Độ, cũng như kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam. Namaste Việt Nam Festival tôn vinh sự hòa trộn tuyệt đẹp giữa truyền thống Việt Nam và Ấn Độ, tạo nên những điều kỳ diệu.